không chỉ hỗ trợ cho thầy cô việc lưu trữ thông thường mà còn cung cấp rất là nhiều những cái lựa chọn để thầy cô có thể lưu và chia sẻ bài giảng của mình cho nhiều cái đối tượng khác nhau. Thì ở đây thầy cô với Mozabook, thầy cô có thể lưu bài giảng cho cá nhân hoặc là chia sẻ cho đồng nghiệp trong cùng bộ môn của mình, hay thậm chí là lưu trữ và chia sẻ cho cả trường học hay cả cộng đồng giáo dục. Và em mong rằng là thầy cô sẽ theo sát những bước mà em thực hiện ngay sau đây để hiểu rõ hơn về những tính năng tuyệt vời mà Mozabook đang có. Và vâng, không để thầy cô chờ đợi lâu hơn nữa, em xin phép bắt đầu hướng dẫn chi tiết từng bước lưu trữ và xuất file bài giảng. Đầu tiên, sau khi mà thầy cô đã soạn xong một bài giảng hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ tiến hành tới bước là lưu lại bài giảng. Và để thực hiện được bước này, thầy cô vui lòng di chuyển con chỏ chuột đến thanh menu có biểu tượng là ba cái dấu gạch nằm ở đầu góc bên phải màn hình như hình ảnh trên đây giúp em. Ở đây thì thầy cô sẽ nhấn vào và chọn vào mục file, sau đó chọn tiếp vào mục lưu. Thì ngay lập tức một cái khung cửa sổ sẽ hiện lên như trên màn hình mà thầy cô đang thấy. Ở đây thì thầy cô sẽ nhập tất cả những cái thông tin chủ chốt vào trong để lưu, để thực hiện cái việc lưu bài giảng, giúp cho cái việc tìm kiếm sau này sẽ dễ dàng hơn. Thì ở đây phần tiêu đề, thầy cô sẽ nhập tên bài giảng phù hợp. Em sẽ lấy ví dụ bài giảng mà em đang thực hiện là bài số 5 với tựa đề là vũ trụ, thuộc môn địa lý lớp 6. Thì ở đây em sẽ đặt tên tiêu đề là bài 5 vũ trụ. Tiếp đến là về phần môn. Thì ở đây, mục này thầy cô chọn đúng cái môn học của mình để dễ dàng phục vụ cho cái công việc tìm kiếm sau này. Thì trong cái bài học này em sẽ chọn vào mục là địa lý. Phần sách liên quan thì thầy cô không cần chọn. Còn cấp ở đây có nghĩa là cái khối lớp, vì bài giảng mẫu của em đang thuộc là bài của môn địa lý lớp 6 nên là em sẽ chọn vào mục là lớp 6. Và tiếp đến phần tóm tắt ngắn. Đây là nơi mà thầy cô có thể ghi chú lại những cái từ khóa liên quan, giúp cho cái việc tìm kiếm sau này của thầy cô nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Thì ví dụ như trong bài học này em sẽ lấy những cái từ khóa như là vũ trụ, hệ mặt trời, trái đất, và tiếp đến một phần cuối cùng nữa là hình ảnh trang bìa. Thầy cô thì ở đây thầy cô có thể chọn một cái hình ảnh trang bìa từ các cái mẫu có sẵn để làm cho cái kho bài giảng của mình nó thêm cái phần sinh động hơn. Thì ở đây có rất là nhiều những cái mẫu để khác nhau để cho thầy cô chọn. Thì em sẽ chọn một cái mẫu như thế này. Thì sau khi mà chọn xong và điền hết tất cả những cái thông tin cần thiết thì thầy cô chúng ta sẽ tiến hành tới mục là bấm vào cái dấu tích này để lưu cái bài soạn của mình lại. Thì đây là quá trình mà bài giảng của chúng ta đang được lưu lại, thầy cô đợi trong giây lát nhé. Vâng, và sau khi lưu thành công thì tiêu đề bài giảng mà thầy cô đã chọn sẽ xuất hiện ở ngay cái thanh công cụ này. Thầy cô có thấy không ạ? Bây giờ cái thanh công cụ này đã được đổi tên thành bài 5 vũ trụ mà mình vừa đặt tên lúc nãy. Thì điều này có nghĩa là bài giảng của thầy cô đã được lưu thành công. Và sau khi thầy cô đã lưu bài giảng thành công, chúng ta sẽ có thể thực hiện thêm một bước nữa rất là quan trọng. Thì với MozaWeb cho phép thầy cô mở bài giảng của mình ở bất kỳ một cái thiết bị nào, bất kỳ đâu, với một điều kiện là bài giảng đó phải được tải lên trên nền tảng đám mây. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn cách upload bài giảng đó lên trên nền tảng đám mây và cách xuất các cái file nội bộ cho thầy cô. Thì để upload bài giảng lên trên nền tảng đám mây, thầy cô thực hiện cho em các cái bước như sau. Bước thứ nhất, sau khi mà thầy cô đã lưu bài giảng thì thầy cô sẽ di chuyển con chỏ chuột vào cái tiêu đề bài giảng trên thanh công cụ. Đây, thầy cô có thể thấy vị trí một con chuột của em đang chỉ vào. Thì thầy cô sẽ bấm vào đây và chọn vào chia sẻ. Thì khi bấm vào, thầy cô sẽ thấy ba cái sự lựa chọn khác nhau. Lựa chọn thứ nhất là tải lên MozaWeb. Thì ở đây có nghĩa là thì bước này là một bước rất là quan trọng để thầy cô có thể truy cập bài giảng của mình ở bất kỳ đâu hoặc là bất kỳ cái thiết bị nào.
thì có nghĩa là thầy cô chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Mozabook thì bài giảng của thầy cô sẽ được đồng bộ hóa và thầy cô có thể tiếp tục cái công việc của mình. Thì tính năng này có thể giúp thầy cô làm việc ở nhiều cái địa điểm khác nhau trên nhiều cái thiết bị. Còn với lựa chọn 2, chia sẻ qua email, thì ở đây có nghĩa là nếu thầy cô muốn gửi bài giảng của mình cho một thầy cô giáo khác đi, thì hệ thống sẽ tự động gửi cái file bài giảng này dưới định dạng là Mozabook qua cho cái thầy cô đó. Còn với lựa chọn thứ ba, chia sẻ với lớp, với nhóm mặt lớp, thì ở đây có nghĩa là với cái lựa chọn này, thầy cô có thể chia sẻ bài giảng cho các cái nhóm giáo viên bộ môn của mình hoặc là gửi trực tiếp cho một cái lớp học nào đó. Thì tính năng này phục vụ thầy cô trong việc là làm việc theo nhóm hoặc là chia sẻ tài liệu cho nhiều người cùng một lúc. Thì đó là ba tính năng vượt trội của Mozabook và em sẽ đi lần lượt vào cho thầy cô xem chi tiết. Thì với mục tải lên MozaWeb, khi mà thầy cô chọn ở cái mục này thì sẽ xuất hiện ngay trên màn hình một cái khung cửa sổ có 4 chế độ hiển thị khác nhau. Thì sau đây em sẽ giải thích chi tiết từng cái chế độ cho thầy cô. Đầu tiên thì ở chế độ riêng tư, đây có nghĩa là chỉ duy nhất thầy cô có thể nhìn thấy được bài giảng của mình. Thì chế độ này sẽ phù hợp nếu mà thầy cô muốn giữ bài giảng lại cho riêng mình. Còn ở với chế độ nhóm thì có nghĩa là chẳng hạn như thầy cô thuộc tổ bộ môn địa lý đi, thì chỉ có những cái giáo viên trong cái bộ môn địa lý này sẽ có quyền truy cập và xem cái bài giảng này. Còn đối với chế độ trường thì sao? Thì có nghĩa là tất cả các cái giáo viên và học sinh trong trường sẽ nhìn thấy được bài giảng này. Thì đây là một lựa chọn thích hợp khi mà thầy cô muốn chia sẻ tài liệu cho toàn bộ trường học của mình. Và cuối cùng, chế độ chung hay còn gọi là chế độ công khai, thì có nghĩa là bài giảng của thầy cô sẽ được chia sẻ rộng rãi, công khai cho tất cả mọi người trên nền tảng MozaWeb. Thì với cái chế độ này, bài giảng của thầy cô có thể được tiếp cận với nhiều giáo viên trên toàn bộ cả nước. Nhưng mà tuy nhiên, trước khi mà tải bài lên MozaWeb, thầy cô cũng lưu ý giúp em những cái thông tin như sau. Thì như ở đây về phần từ khóa, trước khi mà chọn vào chế độ tải lên á, thầy cô cần phải nhập những cái từ khóa liên quan đến nội dung của bài giảng. Thì em vẫn lấy ví dụ như cũ, nếu bài giảng của em là thuộc liên quan đến bài trái đất thì em sẽ để từ khóa là trái đất. Rồi cái từ khóa này sẽ phục vụ chúng ta xong trong cái việc mà gõ những cái từ khóa để tìm kiếm. Và sau đó thì thầy cô một lần nữa kiểm tra lại ở cuối cái cửa sổ sẽ có những cái thông tin, trường thông tin như là môn học, lớp, sách liên quan. Thì em khuyến khích ở đây là thầy cô nên kiểm tra và xác nhận lại các cái thông tin của mình đã nhập chính xác vào hay chưa để phục vụ cho cái việc lưu và tìm kiếm sau này của chúng ta nó dễ dàng hơn. Và ngoài ra thầy cô cũng sẽ thấy, thầy cô có thể thấy là hai cái mục đang hiển thị đấy không ạ? Thì em cũng sẽ giải thích luôn cái mục này, chia sẻ có nghĩa là chia sẻ cho giáo viên. Thì đây có nghĩa là nếu thầy cô chọn vào đây và thầy cô đã, trước đó thầy cô chọn vào chế độ trường hoặc là chế độ chung đi, nhưng mà thầy cô không muốn cho các em học sinh thấy được cái bài giảng này, thì thầy cô sẽ chọn thêm cái bước này là chỉ chia sẻ cho giáo viên. Còn tiếp đến với lại chế độ tự động tải lên MozaWeb, thì đây có nghĩa là một chế độ này rất là hữu ích khi mà thầy cô muốn cái hệ thống này tự động tải lên trên MozaWeb mỗi khi mà lưu bài giảng. Thì điều này sẽ giúp cho thầy cô tránh cái trường hợp là quên không tải lên hoặc là vào cái trường hợp là sẽ bị mất bài giảng. Thì khi kích hoạt cái chế độ này, mọi bài giảng sau khi lưu sẽ được tự động đồng bộ hóa lên trên MozaWeb, đảm bảo là bài giảng của thầy cô sẽ luôn sẵn sàng ở trên mọi cái thiết bị. Và cuối cùng, bước cuối cùng là khi thầy cô đã chọn xong và nhập hết tất cả những cái thông tin cần thiết thì chỉ cần bấm vào tải lên MozaWeb và chờ trong vài giây để hệ thống xử lý. Dạ vâng, và sau khi hoàn tất thì hệ thống sẽ thông báo rằng là bài giảng đã được tải lên thành công. Và như vậy là bài giảng của thầy cô đã được chia sẻ lên trên nền tảng đám mây, sẵn sàng phục vụ thầy cô sử dụng ở bất cứ đâu. Thì sau cái bước này cũng có thể là sẽ có một vài thầy cô thấy cái nội dung nó hơi nhiều đúng không ạ? Nhưng mà thầy cô chỉ cần thao tác một hai lần đầu thôi, sau đó mình quen rồi thì mình sẽ thấy là nó rất là đơn giản thôi. Thầy cô ở đây thì em do bởi vì em chia sẻ chi tiết những cái nội dung cho thầy cô nắm rõ hơn, chứ còn thao tác thì mình chỉ cần bấm một hai cú nháy chuột là xong. Nên là thầy cô tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của em nhé ạ. Và một nội dung tiếp theo, đây là
nội dung mà phòng trường hợp thầy cô không muốn chia sẻ bài giảng của mình lên nền tảng đám mây mà chỉ muốn lưu file trực tiếp trên máy tính hoặc là sao chép vào USB thì có thể sử dụng để có thể sử dụng offline. Thì khi mà không có wifi, không có internet thì thầy cô sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên thầy cô di chuyển con trỏ chuột vào thanh menu ở đây giúp em, có biểu tượng là ba cái dấu gạch ngang, và chọn vào một file. Tiếp đến sẽ chọn vào đồng bộ hóa. Khi đồng bộ hóa ở đây có nghĩa là thầy cô sẽ lưu bài giảng dưới định dạng của Mozabook ra ổ đĩa. Thì tuy nhiên có một điểm rất là đặc biệt lưu ý, ở đây thầy cô lưu ý giúp em là để mở được cái file này trên thiết bị khác thì bắt buộc cái thiết bị đó phải cài đặt phần mềm Mozabook, nếu không thì file sẽ không thể mở được. Thì sau khi mà thầy cô đã chọn vào đồng bộ hóa, một cái cửa sổ sẽ hiển thị danh sách các cái ổ đĩa trên máy tính như ở đây. Thầy cô sẽ chọn vào ổ đĩa mà mình muốn lưu file. Thì ví dụ như ở đây em muốn lưu ổ đĩa bài giảng của mình vào ổ đĩa C thì em sẽ chọn vào đây. Tiếp đến, thầy cô quan sát giúp em, ở phía bên phải của màn hình nơi mà con chuột của em đang di chuyển sẽ hiển thị các cái danh sách file bài giảng hiện có. Thì để chuyển những cái file này sang cái ổ đĩa mà mình chọn thì thầy cô sẽ nhấn vào những cái file mà mình muốn chuyển sang, sau đó chọn vào cái mũi tên này. Thầy cô có thấy dòng chữ các ấn phẩm được lưu không ạ? Thì có nghĩa thì sau cái bước đó có nghĩa là file bài giảng của thầy cô đã được chuyển vào cái ổ đĩa của mình. Thầy cô có thấy nó rất là đơn giản đúng không ạ? Thì như vậy cái thao tác sử dụng tính năng đồng bộ hóa này có thể giúp cho thầy cô lưu trữ cái file bài giảng của mình an toàn và sử dụng trong nhiều trường hợp, phòng cái trường hợp mà chúng ta không thể truy cập vào internet. Và đến nội dung cuối cùng, em xin phép giới thiệu một tính năng nâng cao dành riêng cho các thầy cô muốn chèn kho học liệu Mozabook vào trong phần mềm e-learning, đặc biệt là các thầy cô đang tham gia các cuộc thi soạn bài giảng. Thì với tính năng này, thầy cô có thể xuất file và sử dụng các tài liệu 3D một cách dễ dàng và trực quan hơn. Trước hết, thầy cô cần vào trang web mozaweb.vn. Sau đó, điều hướng đến mục 3D, thì tại đây thầy cô có thể tìm kiếm các cái bài học 3D phù hợp với nội dung bài giảng của mình. Ví dụ, nếu thầy cô đang soạn một bài giảng với chủ đề là quang hợp đi, thì em sẽ tìm kiếm ở đây là quang hợp. Thế đây thầy cô có thể thấy và tìm những cái cảnh 3D liên quan đến quá trình quang hợp. Thì sau khi mà lựa chọn được một cảnh 3D phù hợp thì tiếp theo thầy cô giúp em một bước nữa, đó là nhấn vào chuột phải và chọn vào mở đường liên kết trong thẻ mới. Thì thao tác này sẽ mở ra cảnh 3D trong trình duyệt mới. Đây, thầy cô thấy có thấy dòng chữ link web không ạ? Thì thầy cô nhấn vào đây để sao chép đường link web giúp em. Và sau khi sao chép đường link, thầy cô quay lại bài giảng của mình đang soạn. Thì ví dụ như ở đây em đang chuẩn bị một bài soạn mẫu PowerPoint về quá trình quang hợp. Thì bước tiếp đến chúng ta sẽ dán cái đường link đó vào trong cái bài soạn PowerPoint. Và sau khi thầy cô đã dán được cái đường link vào trong cái slide phù hợp thì bước tiếp đến thầy cô có thể gắn thêm một cái hyperlink để cho bài giảng của chúng ta sinh động và chuyên nghiệp hơn. Và sau cái bước hyperlink này thì các thầy cô hoặc là giám khảo chấm bài có thể vào cái đường link này và mở ra các cái cảnh 3D để nhận thấy được rằng là bài giảng của chúng ta trực quan và sinh động hơn. Thì với cái tính năng này sẽ giúp cho bài soạn của thầy cô trở nên hấp dẫn hơn, từ đó tăng thêm những cái cơ hội đạt được những số điểm cao trong các cuộc thi nhờ việc kết hợp những hình ảnh 3D sống động vào trong bài giảng.